Dù được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng đội tuyển Brazil không dễ ghi bàn vào lưới đội tuyển Croatia như cái cách họ đã làm trước đội tuyển Hàn Quốc. Bởi đây là vòng tứ kết World Cup 2022, nơi quy tụ 8 đội tuyển bóng đá bản lĩnh và kinh nghiệm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi chia sẻ những thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video và đăng ký cho kênh. Tham dự World Cup 2022 với mục tiêu vô địch, Brazil đang có tâm lý rất thương phấn sau khi đè bẹp Hàn Quốc rất dễ dàng với tỷ số 4-1 tại vòng 1/8. Ở trận đấu ấy, huấn luyện viên Tite thậm chí còn tự tin đến mức tạo cơ hội cho thủ môn số 3 của Brazil được vào sân thi đấu, qua đó giúp 26 vũ công Samba đến Qatar lần này đều được người tận hưởng không khí thi đấu trên sân. Với đội hình và lối chơi thiên về tấn công, Brazil đang chứng tỏ họ rất biến hóa và đa dạng về phương pháp tiếp cận khung thành đối phương. Đến lúc này đã có 6 cầu thủ khác nhau của Brazil ghi bàn và ngay cả những người chưa có bàn thắng cũng hoàn toàn đủ khả năng tỏa sáng. Mặc dù vậy, đối đầu với đội tuyển Croatia không phải là thử thách dễ dàng cho Brazil. Ở vòng bảng, Brazil đã gặp không ít khó khăn ở hiệp 1 khi chạm trán hơn đội bóng châu Âu là Serbia và Thụy Sĩ. Điều này hoàn toàn có thể lặp lại khi Brazil nhiều khả năng vấp phải hàng thủ chơi chặt chẽ của Croatia với thủ môn Livakovic chơi chắc chắn cùng cặp trung vệ trẻ đang đạt phong độ cao. Đội tuyển Croatia cũng luôn tỏ ra bình tĩnh và kinh nghiệm trước bất cứ thử thách nào. Đội tuyển đương kim Á quân không tỏ ra vội vàng mà chờ đợi đối phương triển khai lối chơi rồi mới đưa ra đối sách phù hợp. Với phong cách quen thuộc của mình, đội tuyển Brazil nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc để tấn công ngay từ đầu. Đội tuyển Croatia hiểu điều đó và họ sẽ chơi phòng ngự chủ động. Đội tuyển Brazil lấn lướt nhưng sẽ không dễ dàng để họ có thể ghi bàn trong hiệp 1 khi thể lực của các cầu thủ Croatia vẫn sung sức. Mọi thứ có thể chỉ được quyết định ở hiệp 2 khi thể lực các trụ cột của Croatia đi xuống vì tuổi tác. Mặc dù chơi tấn công hay nhưng Brazil phải dè chừng bởi đội tuyển Croatia luôn sẵn sàng bùng nổ với pha tấn công nhanh nhờ những cầu thủ kinh nghiệm trên hàng công như Perisic và Luka Modric. Về thành tích đối đầu hai đội, theo thống kê đội tuyển Brazil bất bại trước Croatia 4 lần gặp nhau trong quá khứ, trong đó họ thắng 3 và hòa 1. Trong khi đó, đội tuyển Croatia đã bất bại ở 10 11 trận gần nhất tại vòng chung kết World Cup. Về kèo bóng đá, theo giới mộ điệu, đội tuyển Brazil chấp đội tuyển Croatia 1,25 trái. Điều này cho thấy nhà cái đánh giá rất cao Brazil, đây là điều dễ hiểu. Bởi Sela Cao đã chơi một trận tuyệt hay trước Hàn Quốc, có cơ sở để niềm tin vào Brazil do họ đã thắng kèo ở châu Á 4 trên 6 trận gần nhất. Mặc dù vậy, Croatia chắc chắn sẽ đổ bê tông nên khả năng nổ tài bàn thắng ở trận đấu này là không cao. Trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Brazil diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 12. Đây là trận đấu đầu tiên thuộc vòng tứ kết World Cup 2022. Theo bạn giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Brazil, đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng để lọt vào bán kết World Cup 2022? Và bạn dự đoán thế nào về tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Croatia và đội tuyển Brazil? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Team Bóng Đá để ủng hộ chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.